Trời ơi, mình đã gây ra chuyện gì rồi? Anh dậy rồi hả? Em có chuẩn bị đồ cho anh nè. Anh tắm xong rồi ra ăn sáng nha. Đồ em mua cũng vừa quá ha. Ăn sáng đi anh. Cảm ơn em. Anh sao vậy? Ngồi đi. Tối hôm qua anh... Thực sự anh không nhớ gì hết. Anh xin lỗi em. Anh sao? Ý em muốn sao? Ý em muốn ăn sáng. Vậy là tối qua không... Em không phải là kiểu phụ nữ lên giường với ai là bắt người đó phải cưới mình đâu. Mặc dù anh là người đàn ông đầu tiên của em á. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi hoài là trễ giờ đi làm đó. Ăn sáng đi. Anh làm được.